chỉ với 284 triệu cho 1.000 mét vuông đất vườn tại xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, có thổ cư luôn nha anh chị, chủ bán hết thửa 3,5 công luôn nha. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Lần đầu tiên Bảo Thiện xin gửi lời chúc bình an và may mắn đến tất cả những ai xem được clip này của Bảo Thiện nha. Hôm nay Bảo Thiện đang có mặt tại xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì đây Thiện có một thửa đất vừa lên clip xong, đây này anh chị đang trong quá trình hạ phèn luôn. Phía trước có kênh thoáng mát và đối diện là đường đan cho mình luôn nha anh chị, và rất là gần với lộ dân sinh cao tốc, đứng đây là cũng nghe tiếng xe chạy luôn rồi nha. Dạ rồi, trước hết Bảo Thiện xin khái quát một chút về tuyến đường của mình. Đường mình là đường đá xanh xe ba gác đến đất luôn nha anh chị. Anh chị xem nè, đường của mình thì tương đối là rộng rãi như thế này luôn. Cái hướng trước màn hình của mình, anh chị đi thẳng tầm khoảng là 2 km mình sẽ ra với là chợ, trường học, ủy ban nhân dân xã Tân Phú, thị xã Cà Lậy, tỉnh Tiền Giang của mình nha cô chú và anh chị. Ở đây mình là xã Điềm Hy nhưng mình sẽ giáp ranh với xã Tân Phú cô chú và anh chị mình ha. Còn theo cái hướng này nè thì anh chị cũng có thể nghe thấy tiếng của lộ dân sinh cao tốc rồi, chỉ có là 200m thôi. Tuy nhiên đường này chưa có thông nha anh chị, nhà nước giải tỏa đền bù xong á thì đường này nó sẽ thông mở ra đường ô tô luôn, bởi vì đường cặp kênh nè, gần lộ dân sinh cao tốc nè, thì như vậy thì rất là thuận tiện cho mình trong cái quá trình di chuyển lái xe vào đây luôn nha cô chú và anh chị. Phía trước mình đó là mình có kênh thoáng mát nha. Ở đây mà anh chị cách quốc lộ 1A ngay bên chợ Thục Nhiêu tầm khoảng là 3,5 km, ở gần với là gần với thị trấn Mỹ Phước nha anh chị, tầm khoảng là 8 km nha. Còn nếu mà anh chị về với ngã ba Trung Lương, thành phố Mỹ Tho là 18 km, về gì bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh là 75 km nha. Đất của mình mặt tiền xoay về hướng chính đông, đón ánh sáng mặt trời luôn anh chị ơi. Đối diện thì người ta cũng là làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha, người ta cũng làm vườn rất là mát mẻ luôn. Xung quanh đây thì điện nước đầy đủ, dân cư đông luôn nha anh chị. Dạ rồi, và thửa đất hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho cô chú và anh chị nằm ngay đấy nha. Đây Thiện dùm chế độ 0.5 cho cô chú và anh chị mình xem nè. Dạ, hiện tại thửa đất của mình có tổng diện tích là 3.517.5 m². Sổ riêng luôn nha anh chị. Và cô chú và anh chị mình á thì mình có được là 300 m² thổ cư luôn. Với mặt tiền ngang của mình thì diện tích mình đã lên clip rồi ha. Anh chị coi nè, có sẵn cái trụ kế bên nè. Anh chị đo ngang qua hết cái phần diện tích lên clip của mình. Mặt tiền bề ngang tiếp giáp với độ đá xanh của mình là 24.53. Chiều sâu đều nhau hai cạnh tầm 160m và hậu là 20.7m nha anh chị. Trên đất á thì mình có là 300 m² đất ở nông thôn, đất thổ cư, 500 m² cây lâu năm, và còn lại là diện tích 2.700 m² là đất lúa nha cô chú và anh chị. Thì anh chị xem, chủ của mình đã lên được là 1-2-3 lít, và cái rãnh mương ở giữa này anh chị có thể tận dụng để mình nuôi cá nha. Thì đang trong quá trình hạ phèn nha cô chú và anh chị. Và anh chị xem xung quanh đất của mình thì cũng có nhà dân rất là đông đúc nè. Bên hông trái là cũng có nè, phía sau đất bên phải cũng có nè, mà bên đây thì cũng có nhà dân đông đúc ha. Anh chị cô chú mình mua về mình có thể là xây một căn nhà vườn nghỉ dưỡng nha. Mình trồng những loại cây mình yêu thích, mình trồng bưởi, mình trồng dừa vân vân nha cô chú và anh chị. Trồng chuối giống như người ta nè anh chị ơi. Đó, khu này trồng dừa thì cũng ok luôn nha. Thiện thấy có mấy cây dừa rất là say luôn. Ở đây thì mình cũng nghe thấy tiếng lộ dân sinh cao tốc rồi nha. Đó, chủ kêu với giá là 1 tỷ hết đất, tương ứng với tầm khoảng là 284 triệu một công tại xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ rồi, anh chị quan tâm hãy liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình cho Bảo Thiện hoặc anh Khang Trần để trực tiếp về xem đất. Mình thương thảo thêm, mình chốt cọc liền tay chính chủ luôn nha anh chị. Bảo Thiện xin cảm ơn sự ủng hộ cô chú và anh chị. Hẹn gặp lại anh chị cô chú những clip tiếp theo nha.